Xin chào mọi người đã quay trở lại với Hắc Resort. Và mình là Quang Trường sẽ tiếp tục là người đồng hành với mọi người trong video lần này. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái thông tin, cập nhật những cái tin tức, tìm hiểu về những cái kế hoạch, chiến lược phát triển của hệ sinh thái Blast trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm những cái cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên hệ sinh thái ở thời điểm hiện tại. Yeah, và không chần chừ gì nữa, bắt đầu video của chúng ta ngay bây giờ nào. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiến lược phát triển của hệ sinh thái Blast. Thì khi mà điểm qua Blast thì chắc chắn là một người mà chúng ta không thể bỏ qua được thì đó chính là Pacman. Thì Pacman là một trong những thành viên sáng lập, một trong những co-founder của Blast từ thời điểm ra mắt cho đến nay. Thì dành cho những bạn chưa biết thì Pacman cũng là co-founder của sàn giao dịch Blur, là một trong những sàn giao dịch NFT có volume lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Và sự thành công của Blur đến từ những cái chiến lược kinh doanh rất là khác biệt so với OpenSea. Và ở thời điểm hiện tại thì mình đã nhìn được những cái đó tương tự ở trên hệ sinh thái của Blast. Thì như mọi người biết được thì trong giai đoạn năm ngoái khi mà Blast chưa mainnet thì Blast cho phép người dùng gửi tiền và giao thức, có thể là USDC hoặc là stablecoin, để mà có thể farm ra POI. Và đã có rất nhiều quan ngại cho rằng là khi mà Blast chính thức mainnet thì khi đó người dùng có thể rút được tiền của mình về, thì lúc đó hệ sinh thái của Blast sẽ bị chảy máu dòng tiền. Và Pacman và đội ngũ phát triển của Blast đã đưa ra rất nhiều những cái chiến lược để không chỉ là giữ lại dòng tiền ở trên hệ sinh thái Blast mà còn làm tăng trưởng dòng tiền ở trên hệ sinh thái Blast. Và những cái chiến lược này tính đến thời điểm hiện tại thì nó đang rất là thành công. Và ở thời điểm hiện tại thì đội ngũ phát triển của Blast đang áp dụng 3 chiến lược chính để giữ và thu hút thêm dòng tiền mới đổ vào hệ sinh thái. Đầu tiên đó chính là mô hình Rework. Thứ hai đó chính là mô hình Blast Gold. Và thứ ba đó chính là mô hình Multiplier. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mô hình Reward. Thì đối với những người mà đã kiếm được POI trước khi Blast mainnet, thì đối với mô hình Reward này thì Blast sẽ thưởng cho người dùng đó gấp 10 lần POI của cái giai đoạn trước. Ví dụ như là tính đến thời điểm mainnet mình có 20.000 POI thì Blast họ sẽ thưởng cho mình 200.000 POI, là x10 lần lên á, thì tất cả mọi người đều được thưởng như nhau. Nên là cái câu chuyện lạm phát nó không phải là quan trọng, bởi vì là tất cả mọi người đều được x10 mà. Tuy nhiên là 200.000 POI này sẽ được mở thành 5 giai đoạn, mở thành 6 giai đoạn, được chia làm 6 hộp khác nhau. Và mỗi một hộp sau một thời gian sẽ được mở dần cho đến cái ngày mà Blast chính thức TGE ra mắt token. Tuy nhiên là sẽ có những người đép tiền vào muộn ở cái giai đoạn trước á, sẽ có những người đép tiền sớm, có những người đép tiền muộn. Thì đối với những người đép tiền muộn ở giai đoạn này thì họ vẫn được thưởng x10 POI là bình thường. Tuy nhiên họ cần phải đép thêm tài sản để cái hộp cuối cùng của họ mở ra trước cái ngày mà Blast TGE. Thì đối với những người đép sớm thì chắc chắn là cái hộp đó, cái hộp cuối cùng đó, nó sẽ mở ra trước cái ngày TGE. Và cái hộp cuối cùng nó cũng là cái hộp mà chiếm 50% tổng số lượng POI của cả cái x10 đó luôn. Ví dụ như là mình được thưởng 200.000 điểm thì 100.000 điểm nó nằm ở cái hộp cuối cùng. Và tất nhiên khi mà bạn đã theo Blast từ cái giai đoạn đầu cho đến nay thì bạn chắc chắn bạn phải muốn mở cái hộp cuối cùng, bởi vì nó có nhiều điểm nhất. Và muốn mở hộp cuối cùng thì bạn phải đép thêm tài sản vào hệ sinh thái của Blast. Thì đây là cái điều đầu tiên trong cái câu chuyện rằng là làm sao để có thể giữ được dòng tiền và thu hút thêm dòng tiền của người cũ đổ vào hệ sinh thái Blast. Bởi vì trong thời gian qua Blast họ thấy rằng là người dùng cũ nhận thêm được rất nhiều airdrop từ restacking, rồi từ wormhole, từ rất nhiều các dự án ở trên hệ sinh thái Solana, và họ phải tìm cách lấy thêm tiền từ những người cũ, và đây là cách mà họ làm. Thứ hai là họ đưa ra mô hình Blast Gold. Thì mọi người hình dung cơ bản là trong hệ sinh thái Blast thì khi mà mọi người để tiền ở trên hệ sinh thái hoặc là để tiền trong giao thức thì mọi người sẽ kiếm được Blast POI. Tuy nhiên tiền của mọi người nếu tham gia vào các hoạt động ở trong các giao thức, ví dụ như là farming, như là lending, như là swap, như là trading, tất cả những cái hoạt động ở trong cái những cái giao thức ở trên hệ sinh thái Blast thì mọi người sẽ nhận được một cái nữa là Blast Gold. Và toàn bộ airdrop của Blast được chia làm hai phần,
50% dành cho những người nắm giữ Blast Point và 50% dành cho những người nắm giữ Blast Gold. Và Blast Gold chỉ chính thức có khi mà Blast chính thức mainnet. Bởi vì khi mà Blast mainnet thì các hệ dự án ở trên hệ sinh thái của Blast mới mainnet. Khi đó thì người dùng mới có thể đép tiền vào trải nghiệm sử dụng những cái dịch vụ sản phẩm. Từ đây mới có thể bắt đầu kiếm được Blast Gold. Và ở thời điểm hiện tại thì một Blast Gold nó tương đương với khoảng 40k point. Và đây là một trong những cái chiến lược thu hút người mới. Bởi vì là sẽ có rất nhiều người dùng, người ta bảo là để mà kiếm được tiền trên Blast thì phải vào từ trước đó, vào từ năm ngoái rồi, vào từ tháng 5 năm ngoái rồi. Bây giờ làm gì còn cơ hội nào nữa, nên là những người mới người ta sẽ bỏ hết. Và cái câu chuyện Blast Gold này là cái câu chuyện thu hút người mới. Bạn là người đến sau, nhưng bạn vẫn còn cơ hội, bởi vì là 50% cái tổng cung Aerop dành cho những người nắm giữ Blast Gold là những người tham gia vào hệ sinh thái Blast kể từ thời điểm nó mainnet, và nó mới chỉ mainnet trong khoảng một tháng chờ đợi gần đây mà thôi. Và đây là một trong những cái cực kỳ hay để mà thu hút những người hoàn toàn mới, chưa từng sử dụng Blast, chưa từng biết đến Blast, và họ mới chỉ quay lại hay là mới tiếp cận thị trường crypto. Thì đây là một trong những cái chiến lược để mà bootstrap cái TVL của hệ sinh thái Blast lên. Và cái cuối cùng đó chính là cái Multiplier, là dành cho những người tham gia sử dụng cái hệ sinh thái. Ví dụ như là sẽ có rất nhiều người, người ta đem tiền và người ta chỉ để trên Blast thôi, người ta chẳng làm cái gì cả, người ta chỉ để đó và tận dụng cái yield có sẵn của Blast thông qua câu chuyện của liquid staking hay là thông qua câu chuyện của reward access. Thì cái này mọi người đã rất là rõ rồi. Thì đối với những người dùng mà họ không làm gì như vậy, thì bây giờ làm sao để kích thích họ đi vào hệ sinh thái, họ sử dụng cái giao thức, họ sử dụng những cái giao thức khác nhau từ đó. Bởi vì là chỉ những người như vậy, chỉ những hành động như vậy thì mới có thể làm cho một cái hệ sinh thái nó thật sự nó sống động. Và thông thường những người mà toàn để yên tiền một chỗ lại là những whale. Họ có rất nhiều tiền. Và cái mô hình Multiplier này giải quyết cái vấn đề này. Với cái mô hình Multiplier này thì nó cho phép người dùng có thể x2 cái số lần point của mình thông qua việc tương tác với một cái DApp. Và có tổng cộng là 12 cái DApp khác nhau. Và cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ có 2 DApp mở ra. Từ đó duy trì được cái mức độ active cho người dùng. Và bản thân mình thì khi mà mình nhìn thấy ba cái chiến lược này, bao gồm reward, x10 số lần point, bao gồm multiplier, bao gồm blast gold, thì mình thấy rằng là đội này thật sự rất giỏi trong cái câu chuyện là chiến lược kinh doanh. Làm sao để mà họ không chỉ giải quyết được cái câu chuyện là bài toán giữ được dòng tiền ở lại với hệ sinh thái, mà họ còn giải quyết được cái câu chuyện là làm sao để cho người dùng tương tác với các DApp trong DeFi, trong NFT, trong GameFi nhiều hơn. Làm sao để mà TVL của hệ sinh thái tiếp tục tăng trưởng chứ không phải là đi ngang. Có thể nói đây là một trong những cái mà mình tiếp tục học được từ một trong những nền tảng Layer 2 mà rất là lớn ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, đi qua cái chiến lược của hệ sinh thái thì chúng ta đã thấy được rằng là cái chiến lược này nó không chỉ là nằm trên giấy nó thú vị, mà nó đưa vào thực tiễn cũng thú vị thông qua những cái chỉ số on-chain. Ví dụ như TVL của Blast liên tục gia tăng kể từ thời điểm ra mắt và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếp theo nữa là số lượng transaction ở trên mạng lưới Blast dao động khoảng đâu đó khoảng 400.000 đến 500.000 transaction. Thì để cho dễ so sánh thì mọi người hình dung ra là cái số lượng transaction xử lý mỗi ngày ở trên mạng Blast nó chỉ thấp hơn một chút so với Arbitrum. Mà Arbitrum đã mainnet được hơn 2 năm rồi. Và nó sẽ tương đương với cả mạng Optimism luôn. Thì mọi người có thể thấy được rằng cái mạng của Blast ở thời điểm hiện tại nó đang active kinh khủng như thế nào. Ngoài ra số lượng các địa chỉ mới ở trên Blast cũng có cái sự gia tăng cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ điên rồ. Ở thời điểm hiện tại thì số lượng các địa chỉ ví ở trên mạng Blast đã vượt quá con số là 800.000 địa chỉ chỉ sau khoảng từ 2 cho đến 3 tháng. Mọi người hình dung ra là khi mà Arbitrum họ mainnet á thì 2 đến 3 tháng sau họ mới có khoảng vài chục ngàn lượng địa chỉ ví ở trên toàn bộ mạng lưới. Optimism tương tự cũng là con số như vậy, nhưng mà đối với Blast sau 2 đến 3 tháng sau là con số là 800.000, gấp 40 lần so với những gì mà Arbitrum Optimism từng lập được trong quá khứ. Tất nhiên là bối cảnh của thị trường hiện tại nó đã khác hơn rất là nhiều so với câu chuyện
năm 2021 rồi. Tuy nhiên nó vẫn là một con số rất đáng ấn tượng để mà chúng ta nể phục cái chiến lược của đội ngũ phát triển của Blast. Từ cái chiến lược phát triển đó, nó tạo ra những cái chỉ số tích cực về transaction, về số lượng địa chỉ ví, về TVL. Nó tạo ra những cái tín hiệu tích cực về mặt người dùng, về mặt tương tác ở trên hệ sinh thái. Thì đó là một trong những cách để mà chúng ta đánh giá được một cái sự hiệu quả của một cái chiến dịch, một cái chiến lược có thể là marketing để mà thu hút dòng tiền, để mà giữ chân dòng tiền và làm cho người dùng active hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với hệ sinh thái của Blast và những điều rất thú vị. Và ở thời điểm hiện tại thì Blast đang cầm trong tay hai cái xu hướng mạnh nhất của thị trường crypto. Một là Aerob, cái điều này không thể bỏ qua rồi. Hai là Memecoin. Và có thể nói rằng là ở thời điểm hiện tại có rất nhiều các hệ sinh thái sử dụng Memecoin để mà vươn lên. Nghĩa là họ sử dụng cái Memecoin nó chỉ là để làm một cái gọi là một cái hình thức marketing để thu hút người dùng biết đến hệ sinh thái đó. Chứ cái Memecoin đó chưa chắc đã đóng một cái vai trò dài hạn trong cái hệ sinh thái đó. Tuy nhiên sử dụng Memecoin ở thời điểm hiện tại là một trong những cái cách để giúp cho hệ sinh thái nó lên rất là nhanh. Câu chuyện của Ton là một trong những câu chuyện giải thích rất rõ cái chiến lược này. Và đối với Blast thì nó là một câu chuyện tương tự. Thì đã có rất nhiều những dự án Memecoin được ra đời ở trên hệ sinh thái Blast. Và một trong những Memecoin lớn nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là Parkmoon. Và khi mà Parkmoon airdrop cho những cộng đồng user của Blast thì lúc đó mình nhớ là mình được airdrop khoảng vài chục đô. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì con số này đã có những thời điểm nó lên đến 200 đô. Và mình chưa có kế hoạch bán, bởi vì là biết đâu được nó sẽ trở thành một cái meme chúa ở trên hệ sinh thái Blast. Mà hệ sinh thái Blast vẫn còn rất nhiều những động lực tăng trưởng trong thời gian sắp tới. Bên cạnh meme coin thì Blast cũng có rất nhiều các dự án NFT. Ví dù như là Blast Penguin, Pluto Card, Crypto Valley cũng có những cái mức độ tăng trưởng rất là tốt. Và khi mà NFT ở trên Blast bùng nổ thì mình đã nghĩ về cái câu chuyện rằng là NFT trên Blast sẽ một lần nữa làm được những cái gì mà NFT trên Say Network đã làm được. Tuy nhiên họ chỉ làm được đúng một phần nhỏ so với Say Network. Chưa làm được thì đã rụng rồi. Thì nó có hai cái vấn đề ở đây. Nó sẽ có những cái mặt tích cực và mặt tiêu cực ở cái câu chuyện về meme coin và ở câu chuyện về NFT và kể cả những cái dự án về DeFi. Đó chính là số lượng các dự án, nghĩa là cái mức độ tích cực của nó là nó rất dễ thu hút người dùng đến với hệ sinh thái của Blast. Rất dễ, bởi vì cái lợi nhuận nó rất cao, nó rất dễ thu hút những người dùng mới. Tuy nhiên số lượng các dự án scam lừa đảo quá nhiều. Nó scam ở tất cả các dự án, ở tất cả các mảng luôn. Memecoin cũng có dự án scam thì không nói làm gì. NFT cũng có, DeFi cũng có. Không những vậy, các dự án chiến thắng trong cuộc thi Big Bang, một cái cuộc thi hackathon của chính Blast tổ chức, cũng có rất nhiều các dự án chiến thắng hackathon scam người dùng. Và khi bạn thu hút rất nhiều người mới, rất nhiều những người lạ lẫm đến với hệ sinh thái của bạn, ngay lập tức họ bị scam. Và tất nhiên họ sẽ rời bỏ hệ sinh thái và họ sẽ có rất nhiều những cái bức xúc, những cái tiêu cực đối với hệ sinh thái. Và đây là một trong những cái điểm yếu chí mạng làm cho cái chiến lược của Blast lẽ ra họ phải thành công gấp 5, gấp 10 ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà chính vì những cái yếu tố đó mà cái tỷ lệ thành công của họ chỉ đạt được khoảng 30-50% so với những gì mà họ có thể vươn tới. Tuy nhiên một lần nữa, nó lại là cơ hội cho chúng ta. Khi mà người dùng người ta rời bỏ Blast thì cái mức độ cạnh tranh nó sẽ thấp lại. Và ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là chả ai quan tâm đến việc kiếm gold cả. Thật sự là như vậy. Và chẳng ai quan tâm đến việc là kiếm poi ở trên Blast cả. Và đó là cơ hội cho những người ở lại như mình và mọi người. Và dành cho những người mà đang xem video này chưa từng biết đến Blast và cho rằng food ở đây nó là một cơ hội. Bởi vì nói gì thì nói, những cái điều kiện về phân tích cơ bản của Blast nó vẫn còn đó. Parkman vẫn còn đó, Paradip Lead đầu tư vào Blast vẫn còn đó, 20 triệu đô đầu tư vào Blast vẫn còn đó. Và 20 triệu đô này đầu tư vào Blast kể từ thời điểm nó chưa minet. Vậy khi mà nó minet xong rồi, cái câu chuyện là Blast có thể raise thêm một cái vòng khoảng 50 đến 100 triệu định giá từ 2 cho đến 3 tỷ đô là chuyện hoàn toàn có thể diễn ra. Với cái mức độ dày của hệ sinh thái ở thời điểm hiện tại thì đấy là những cái mà đối với một người đang ở lại
của hệ sinh thái của mình đang view và mình thấy đó là cơ hội. Còn tất nhiên đối với những người bỏ đi thì họ cho rằng đây là một cái rủi ro, thì mình không có phán xét, bởi vì là đứng trên một cái vấn đề, đứng trên một cái câu chuyện thì chúng ta có rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cập nhật của hệ sinh thái của Plat. Big Bang rất là thành công, thu hút hơn 3.000 team tham dự và rất nhiều các dự án chiến thắng. Và các dự án chiến thắng thì trải dài trong nhiều mảng khác nhau. Nó thể hiện cho việc là đội ngũ phát triển của Plat mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đầy đủ các những cái mảnh ghép, ví dụ như là Sport Deck, Pub Deck, Landing, Gamble Fee, Social Fi, NFT, GameFi, Infrastructure. Thì đó là những cái mà mình thấy khá là thú vị. Nghĩa là ngay ở cái hackathon đầu tiên mà họ đã thu hút được số lượng dev đến rất là đông, số lượng các dự án chiến thắng lên đến 47 các dự án, còn số lượng các dự án tham gia thì lên đến hơn 100 dự án. Thì chính cái yếu tố này làm cho cái dự án, làm cho cái hệ sinh thái của Plat nó nở rộng một cách rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, bởi vì Plat là một EVM, nên việc triển khai một cái DApp, một cái protocol nó rất là dễ dàng. Ngoài ra cái dòng tiền có sẵn ở trên Plat nó rất là lớn. Nên lại quay trở lại câu chuyện vừa nãy, số lượng dự án scam nó quá là nhiều. Và tất nhiên, vì vậy chúng ta phải tìm kiếm những cái dự án tiềm năng để chúng ta có thể quan sát, để chúng ta có thể đầu tư. Và khi mà nhìn vào top các TVL của dự án trên hệ sinh thái Plat ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái tên mới mẻ. Ví dụ như là Juice Finance, như là Truster, như là Hyperlock, như là Ring Protocol, như là Orbit Protocol, như là Renzo, như là Park Finance, như là Particle, SimFuture, Ambient, Spacebar. Những cái tên rất là lạ đúng không ạ? Vậy thì cơ hội của chúng ta ở đâu? Trước khi đến với phần cơ hội thì chúng ta hãy điểm qua một vài những cái dự án đó nhé. Đầu tiên thì chúng ta đến với Truster. Thì Truster là một cái nền tảng DEX, là một cái nền tảng AMM ở trên hệ sinh thái của Plat với rất nhiều những cái điểm nổi bật. Ví dụ như là Truster có rất nhiều mối quan hệ chất lượng ở trong thị trường crypto với nhiều tên tuổi, ví dụ như là Curve Van, Swell, Particle, JohnDAO, Hyperloop, Jab, MetaStreet, và có rất nhiều các angel investor đầu tư vào dự án này, ví dụ như là Not Palau, như là DCF Ghost, như là những cái thành viên của Paradigm. Thì khi mà mình nhìn đến dự án Truster thì mình thấy khả năng cao dự án này là một trong những đội của ẩn danh ở trên Arbitrum qua Build, bởi vì nó có nhiều đặc điểm tương đồng lắm. Tiếp theo là Juice Finance thì là một cái nền tảng leverated yield farming, cũng đã kêu gọi 6 triệu đô từ nhiều những quỹ đầu tư lớn, ví dụ như là Bankless, M1, Boros, Lightspeed và rất nhiều những quỹ đầu tư khác. Thì đặc điểm chung của các dự án ở trên hệ sinh thái của Plat thì mình thấy rằng là họ đều share lại 100% cái số lượng POI và GOLD mà họ nhận được từ Plat. Nên là khi mà anh em trải nghiệm các dự án ở trong hệ sinh thái Plat thì hãy chọn những cái dự án ở top đầu, như những cái dự án mà mình vừa đọc tên, và lựa chọn những cái dự án mà đã refund được thành công từ những cái quỹ đầu tư lớn. Tiếp theo, cơ hội của chúng ta ở đâu? Rõ ràng Plat chắc chắn sẽ là một trong những cái cú nổ về Aerob. Tuy nhiên, để mà nói là các dự án ở trong hệ sinh thái của Plat e to như là Solana thì chúng ta không có bất kỳ một cái dữ liệu nào trong lịch sử để chúng ta có thể so sánh được cả. Tuy nhiên, khi mà nhìn vào top những cái dự án như này á thì mình thấy có hai dự án nổi bật hơn cả. Đầu tiên là SimFuture. Thì SimFuture không xuất phát từ Plat, mà SimFuture đã được xây dựng cách đây rất là lâu rồi. Họ đã raise được 20 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư lớn. Và bên cạnh SimFuture thì mình thấy có một dự án nữa là Ambient. Ambient là một nền tảng DEX, thì mọi người có thể dự án Ambient này thì cũng đã raise fund được nhiều quỹ đầu tư lớn, và Ambient thì cũng đã có mặt ở trên nhiều hệ sinh thái, ví dụ như là Scroll hay là một vài những hệ sinh thái khác. Và dự án thứ ba mình sẽ làm nếu mà có thời gian, đó chính là Particle, là một trong những cái nền tảng PubDeX đầu tiên ở trên hệ sinh thái Plat và được chống lưng bởi Polychain. Ngoài ra những cái tên khác, ví dụ như là Truster, Hyperloop, Ring Protocol, Orbit Protocol, Park Finance, thì mình đặt không quá là nhiều kỳ vọng nếu mà nói về cơ hội Aerob.
Ngoài ra thì có một trong những cái dự án mà mọi người có thể tập trung mọi người làm, nó thuộc cái xu hướng restacking, liquid restacking, đó chính là Renzo. Thì ở thời điểm hiện tại thì bọn mình cũng có rất là nhiều những cái chiến lược làm sao để mọi người có thể farm được, mọi người sử dụng một cái giao thức, mọi người có thể farm được airdrop từ 3, 4, 5, thậm chí đến 6 những cái airdrop của các dự án khác nhau. Thì tất cả những cái chiến lược đó thì bọn mình đều có trên website của hackresearch.com. Mọi người có thể vào website của mình, chọn vào mục kiếm tiền để tìm kiếm những cái bài viết đó. Ở trên hệ sinh thái Blast bây giờ có rất nhiều những cái trường hợp một mũi tên trúng 2, 3, 4, 5, thậm chí là 6 đích. Thì đấy là cơ hội airdrop đối với mình là Sin Future, Ambient, Particle và Renzo Protocol. Chỉ có 4 dự án như vậy thôi. Còn các dự án khác thì bởi vì nó quá là mới và không có một bất kỳ một cái dữ liệu lịch sử nào có thể đo được nên là mình sẽ không làm. Để nhưng mà mình không làm không đồng nghĩa việc là nó không to nha mọi người. Chứ mọi người đừng nghe theo mình rồi không làm rồi cuối cùng thấy nó nổ to rồi mọi người lại quay lại trách mình. Tiền ở trong túi mọi người, quyền quyết định là nằm trong tay mọi người. Cái sự phân tích mình chỉ gọi là đưa cái góc nhìn và đưa cái sự chia sẻ của mình đến mọi người mà thôi. Và một cái cơ hội nữa, mọi người thấy là tất cả những cái dự án mà mình vừa nói với mọi người nó đều có cơ hội retroactive không? Khi mà nó có cơ hội retroactive, nó đồng nghĩa với việc là nó chưa có token. Và khi mà một hệ sinh thái có nhiều dự án chưa có token thì cơ hội nằm ở đâu? Cơ hội nằm ở Launchpad. Thì ở thời điểm hiện tại thì ở trên hệ sinh thái của Blast có một cái nền tảng Launchpad đáng chú ý, đó chính là Zap. Thì Zap đã bán cái bộ sưu tập NFT của mình. Thì đối với các NFT holder thì họ sẽ có nhiều những cái lợi ích khác nhau. Ví dụ như là nhận được những cái token của dự án dựa trên số lượng NFT mà họ nắm giữ. Người nắm giữ NFT có thể tham gia Launchpad trên hệ sinh thái Blast hoặc là ngoài hệ sinh thái Blast, miễn là cái dự án đó triển khai Launchpad ở trên Zap. Ngoài ra thì người nắm giữ NFT có thể nhận được airdrop từ các dự án ở trong mảng đối tác của Zap. Và những người nắm giữ NFT có thể tham gia sử dụng những cái tính năng sớm của nền tảng. Ở thời điểm đầu khi mà Blast họ mở bán cái NFT của họ thì họ để cái giá là khoảng 1.000 đô. Và thời gian vừa rồi thì 4-5 ngày hôm nay thì mình không có check. Thì lần cuối cùng mình check thì giá của nó đang khoảng 1.400, có nghĩa là tăng khoảng 40%. Nghĩa là họ mở bán dần mọi người, chứ không phải là giá trên thị trường nha. Họ mở bán dần. Và cứ đợt mở bán sau thì giá cả sẽ cao hơn các đợt mở bán trước. Thì trên đây là những cái cập nhật về sinh thái Blast. Thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái cơ hội để mọi người có thể tham gia được. Một, những cái food của Blast nó làm cho rất nhiều người dùng rời bỏ Blast. Thì đây sẽ là một cái cơ hội cho những người mới, cho những người vẫn còn tin tưởng hệ sinh thái Blast. Tiếp theo, Blast Gold là một trong những cái chiến lược để mà thu hút người mới vào đây. Nên là cơ hội đối với những người mới là vẫn còn. Mọi người hãy vào Blast sử dụng những cái hệ sinh thái, sử dụng cái D-App để mà kiếm Gold. Bởi vì 50% tổng cung airdrop dành cho Blast Gold. Tiếp theo nữa là mọi người có thể làm airdrop các dự án theo góc nhìn của mình là tốt, như là Sin Future, Ambient, Park, Particle, Renzo. Đó, thì 3-4 dự án đó. Tiếp theo là mọi người có thể một mũi tên trúng nhiều đích. Mọi người làm một ví dụ mọi người làm Renzo đi chẳng hạn. Đúng không? Khi mọi người làm Renzo, mọi người sẽ ăn được Renzo là chắc chắn rồi. Renzo trên Blast, mọi người sẽ ăn được Blast Boy, ăn được Blast Gold là 3 rồi. Khi mà làm Renzo là làm restacking đúng không? Mọi người ăn thêm Engine Layer là 4. Ngoài ra Enzo còn liên quan đến Cluster thì ăn được thêm là 5. Và Renzo nó còn liên quan đến một cái nền tảng deck nữa là... nó liên quan đến cả Truster và Juice Finance. Tổng cộng là 6 dự án. Có nghĩa là mọi người làm Renzo, mọi người sẽ ăn được airdrop đến 6 dự án khác nhau. Còn ngoài ra, những cái mà một mũi tên chúng ít đích hơn, ví dụ là mọi người làm Sin Future thì mọi người có thể ăn được Sin Future và ăn được Blast Boy, Blast Gold, cũng là một mũi tên chúng 3 đích. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ làm sao để chúng ta tối ưu được cái lượng vốn mà mình bỏ ra để mà thu được về nhiều airdrop nhất có thể. Và trên đây là những cái cập nhật về hệ sinh thái của Blast trong thời gian vừa qua, những cái cơ hội, những cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia vào hệ sinh thái của Blast ở thời điểm tại. Câu chuyện về Launchpad mình chưa có nhắc lại. Và nếu như mọi người thấy video này hay và ích thì rất mong mọi người sẽ để lại một like, một comment. Đặc biệt là một nút thông báo để ủng hộ, để cho đội ngũ của Hack Resort tiếp tục sản xuất thêm nhiều những cái video chất lượng nữa để gửi tới mọi người trong thời gian sắp tới. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.